Xin chào ngày mới quý khán giả của STV. Cảm ơn quý vị đã thức dậy sớm để đồng hành với chúng tôi trong 15 phút của chào ngày mới sáng nay. Quý vị và các bạn đừng rời màn hình, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin chúng tôi vừa cập nhật. Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành quyết định số 942 về việc phê duyệt chiến lược phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu đến năm 2025, cơ quan nhà nước cắt giảm, tái cấu trúc, đơn giản hóa, chuẩn hóa thống nhất các thủ tục hành chính phục vụ xã hội trên phạm vi toàn quốc, cung cấp dịch vụ mới trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ, giảm chi phí, tăng năng suất lao động xã hội một cách chủ động, kịp thời đáp ứng nhu cầu của xã hội. Với các chỉ tiêu cụ thể như là 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, 100% dịch vụ công trực tuyến được thiết kế lại nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, khi sử dụng được đền sẵn dữ liệu mà người dùng đã cung cấp trước đó theo thỏa thuận phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ. 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương. Tối thiểu 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến. Người dân chỉ phải nhập dữ liệu một lần. Tối thiểu 90% người dân doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính. Tối thiểu 20% thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước được cắt giảm so với hiện nay. Đưa năng suất trở thành động lực phát triển quan trọng trong ngành lĩnh vực thông qua việc ứng dụng các thành tựu mới của khoa học công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất tiên tiến, kết hợp với nghiên cứu đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực phù hợp xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là mục tiêu của kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030. Trong đó có một số chỉ tiêu như là phấn đấu đến năm 2030 đạt mục tiêu tăng năng suất lao động bình quân trên 7,5% một năm, góp phần đạt mục tiêu đóng góp của khoa học công nghệ thông qua TFP, đóng góp khoảng 50% vào tăng trưởng kinh tế. Từ 30 đến 35 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành việc xây dựng và triển khai kế hoạch nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tối thiểu 500 doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và triển khai các dự án điểm về cải tiến năng suất, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nâng cao năng suất. Xác định thu hút đầu tư là một trong những yếu tố quyết định để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2021, tỉnh Sơn La đã đề ra nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, thường xuyên làm việc trực tiếp với các tập đoàn kinh tế lớn, các nhà đầu tư tiềm năng, mời gọi đầu tư các dự án trọng điểm của tỉnh, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, thương mại, du lịch, bảo quản, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu các sản phẩm nông sản. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm kiếm cơ hội, tỉnh Sơn La đã tổ chức công bố và lập quy hoạch các khu, cụm công nghiệp, quy hoạch sử dụng đất cho các doanh nghiệp lựa chọn vị trí phù hợp với ngành nghề, dự án đầu tư sản xuất kinh doanh và hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của tỉnh. Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, công tác giải phóng mặt bằng các dự án theo đúng cam kết về tiến độ với chủ đầu tư, tích cực cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục và các kiến nghị của nhà đầu tư. Đồng thời tỉnh cũng tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến, tìm kiếm đối tác, tham dự các diễn đàn, hội nghị và hội chợ xúc tiến thương mại và đầu tư tại các tỉnh, thành để giới thiệu tiềm năng, tìm kiếm cơ hội hợp tác. Chỉ đạo cấp ủy chính quyền các huyện, thành phố tăng cường tổ chức đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm 2021, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh Sơn La đã chú trọng triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Các cấp hội đã chủ động phối hợp với tổ chức các hoạt động thăm tặng quà Tết cho hội viên phụ nữ nghèo, các gia đình chính sách trên địa bàn, tặng quần áo ấm, nhu yếu phẩm cho bà con vùng chịu ảnh hưởng lớn do thời tiết khắc nghiệt, các hoạt động hỗ trợ hội viên phụ nữ gặp hoàn cảnh khó khăn. 6 tháng đầu năm nay thì thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, toàn tỉnh đã có 28 hội viên được hội hỗ trợ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp với tổng số tiền là trên 150 triệu đồng. Có 3 ý tưởng khởi nghiệp của phụ nữ được hội hỗ trợ hiện thực hóa, đã duy trì và làm tốt công tác phối hợp ủy thác cho vay hộ nghèo với tổng dư nợ gần 2.000 tỷ đồng với gần 36.000 hộ vay vốn. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình dự án tài chính vi mô do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh quản lý. Từ các nguồn vốn vay đã giúp chị em hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh có vốn phát triển kinh tế gia đình, từng bước vươn lên thoát nghèo. Thực hiện chủ trương phát triển cây ăn quả trên đất dốc của tỉnh, những năm qua huyện Thuận Châu đã tập trung phát triển những vùng chuyên canh cây ăn quả, ứng dụng công nghệ cao, liên kết giữa các hợp tác xã, các hộ dân với doanh nghiệp, đảm bảo đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp của huyện.
Đến nay thì toàn huyện đã có 8 mã số vùng trồng cây ăn quả, trong đó 2 mã số vùng trồng xoài với diện tích là 17 ha, sản phẩm chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Úc và một số nước EU. 6 mã số vùng trồng cây ăn quả như là nhãn Thanh Long với diện tích là 120 ha, sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Thời gian tới thì huyện Thuận Châu tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát hướng dẫn để duy trì mã số vùng trồng đã được cấp, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, thực hiện tốt các quy trình trong sản xuất, cấp chứng nhận Việt Gáp, Global Gáp, Gáp, hướng dẫn các hợp tác xã đủ điều kiện làm hồ sơ đề nghị cấp mã số vùng trồng phục vụ cho công tác xuất khẩu. Huyện Sông Mã có trên 1.500 ha xoài gồm 3 loại chính là xoài tròn giống địa phương, xoài Đài Loan và xoài Thái, sản lượng ước đạt trên 11.000 tấn. Trước những ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đối với tiêu thụ, xuất khẩu nông sản, nhằm tạo dựng thương hiệu và tìm kiếm thị trường ổn định cho sản phẩm xoài Sông Mã, huyện Sông Mã đã đẩy mạnh công tác quảng bá xúc tiến thương mại để thu hút các công ty doanh nghiệp có uy tín và thu mua. Từ đầu vụ xoài đến nay, thì huyện Sông Mã đã thu hoạch và tiêu thụ 7.540 tấn xoài, trong đó tiêu thụ thị trường trong nước là 6.870 tấn, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc là 673 tấn xoài Đài Loan. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin tức của chương trình sáng nay, bây giờ sẽ là câu chuyện ngày mới. Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người dân, mà hệ lụy kéo theo là những tác động tiêu cực đến các hoạt động giao dịch hàng hóa, nhất là xuất khẩu tiêu thụ nông sản. Tại huyện Bắc Yên của tỉnh Sơn La, thì cấp ủy chính quyền của huyện đang đẩy mạnh các giải pháp để kết nối tiêu thụ, chế biến nông sản, đặc biệt là đối với cây ăn quả, để tránh thiệt hại cho người dân. Chúng tôi có mặt tại vườn cây ăn quả của gia đình ông Hà Văn Nam ở Bản Bót, xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên. Gia đình ông trồng 2,5 hecta xoài Đài Loan và nhãn ghép. Hiện diện tích xoài của gia đình ông đã bước vào giai đoạn cho thu hoạch. Song do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên việc tiêu thụ gặp rất nhiều khó khăn. Năm nay ước tính sản lượng nhãn của gia đình tôi đạt khoảng 10 tấn quả và xoài là khoảng 2 tấn. Nhưng hiện tại thì khâu tiêu thụ quả rất khó khăn. Chúng tôi rất trông chờ Ủy ban Nhân dân các cấp sẽ tìm đầu mối tiêu thụ quả cho chúng tôi. Với diện tích hơn 1 hecta xoài Đài Loan với sản lượng ước đạt gần 4 tấn quả, gia đình ông Hoàng Văn Phòn ở bản Cao Na 2, xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên cũng đang loay hoay đứng ngồi không yên do chưa tìm được đầu ra cho quả xoài. Thì cái chỗ tiêu thụ gặp rất nhiều khó khăn. Thì mong sự quan tâm của huyện để quan tâm tiêu thụ giúp bà con nhân dân. Đặc biệt cái đầu ra, một hai nữa là cái mức giá thì nó phù hợp thì cho bà con để thì kích thích cho bà con thì vấn đề là thì đầu tư và thì mở rộng cái diện tích. Năm 2021, trên địa bàn huyện Bắc Yên có hơn 7.200 hecta diện tích cây ăn quả, sản lượng ước đạt 8.240 tấn quả các loại. Để đồng hành và hỗ trợ người dân trong khâu tiêu thụ nông sản, cấp ủy chính quyền huyện Bắc Yên đã đẩy mạnh nhiều giải pháp. Huyện đã xây dựng điều chỉnh những cái kế hoạch sản xuất cũng như là thu hái, kiểm tra để xác định độ đường cũng như thời điểm thu hái để đảm bảo các tiêu chuẩn và thực hiện các cái chuỗi liên kết để vào. Ở đây thì các cái chuỗi liên kết cũng đã đi khảo sát vườn và lên cái lịch thu mua và cũng thực hiện cái chuỗi cùng với tỉnh, đó là tham gia với nhà máy Doveco thì cũng có các cái thông tin cũng như là tiêu thụ. Với sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền và các ngành chuyên môn cùng những giải pháp hữu hiệu, tin tưởng rằng huyện Bắc Yên sẽ tìm được đầu ra ổn định cùng giá cả hợp lý cho nông sản trên địa bàn huyện, từ đó giúp bà con nông dân có thu nhập ổn định, tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Vâng, và khép lại câu chuyện ngày mới tại đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình với Góc Cuộc Sống. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay thì việc chủ động học online không còn xa lạ đối với mỗi học sinh. Đây cũng là hình thức ôn thi đang được nhiều học sinh lớp 12 lựa chọn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Vậy thì một tiết học ôn tập online diễn ra như thế nào? Mời quý vị và các bạn theo dõi qua những hình ảnh và chia sẻ của chính những người trong cuộc. Danger đồng nghĩa với danger là gì? Em phải hiểu danger.
để chuẩn bị cho một tiết học dạy online thì giáo viên vẫn phải chuẩn bị tất cả những cái phần nội dung kiến thức, đảm bảo chuẩn cái nội dung kiến thức giống như một tiết học ở trên lớp bình thường. Tuy nhiên thì giáo viên sẽ lựa chọn những cái phần mềm làm sao để phù hợp nhất cho học sinh của mình và đối với cái môn học của mình, đặc trưng môn học. Thế cho nên là khi mà dạy online này thì thường giáo viên sẽ mất nhiều thời gian để soạn bài hơn ở nhà, và học sinh cũng sẽ có nhiều cái thời gian để các bạn ấy ở nhà học tại nhà. Về việc học online thì bọn em có lợi ích, đấy là bọn em hạn chế được việc phải đi lại, thế nên là những bạn nhà xa thì sẽ tiện hơn. Ngoài ra thì bọn em cũng có thêm nhiều thời gian hơn để bù trừ cho cái khoảng thời gian bọn em phải đi lại. Khi mà có một tiết học online thì thường giáo viên sẽ phải yêu cầu học sinh cùng sử dụng chung một phần mềm. Sau đấy thì yêu cầu các bạn trong quá trình học, các bạn sẽ bật cam lên để có thể theo dõi thường xuyên là học sinh đang theo dõi bài của mình, và giáo viên sẽ tăng cái tương tác của mình với học sinh, thường xuyên hỏi học sinh câu hỏi và yêu cầu các bạn đấy lý giải vì sao lại như vậy, tại sao lại đưa ra các đáp án như thế. Và từ đó sau khi mà dạy xong một tiết học thì giáo viên sẽ thường yêu cầu học sinh có thể là chụp lại cái bài ghi chép của mình ngày hôm đó để xem là trong khoảng thời gian đó thì học sinh đã học được những cái gì và tiếp thu được những gì. Đến thời điểm hiện tại được coi là thời điểm nước rút của các bạn học sinh lớp 12, khi mà trong khoảng đến hơn 2 tuần nữa là các bạn ấy đã bắt đầu bước vào kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia rồi. Và thế cho nên là trong thời gian nước rút này thì đa phần giáo viên sẽ cho các bạn ấy làm những cái đề mà bám sát cấu trúc của Bộ Giáo dục Đào tạo. Hơn ở đấy nữa là có thể bổ sung một số những cái tài liệu có liên quan tới đề thi để cho các bạn có thể có kiến thức tự tin và vững chắc. Các phương pháp cũng như là ôn tập kiến thức bằng hình thức online không chỉ là để củng cố kiến thức và ôn tập cho học sinh trong thời gian nghỉ phòng chống dịch COVID-19, mà đây cũng là dịp để các giáo viên học tập rút kinh nghiệm cho công tác giảng dạy, đảm bảo kiến thức cho học sinh, nhất là học sinh khối lớp 12, chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng. Và những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chào Ngày Mới sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế gửi đến người dân thông điệp 5K với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập, không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, gọi đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn đi khám bệnh an toàn. Việt Nam chung sống an toàn với dịch COVID-19.